Vâng, Hoàng xin kính chào tất cả những bạn nha. Hôm nay tranh thủ những ngày đầu xuân năm 23, Hoàng sẽ gọi là lấy cái hạt cherry để ươm nhân giống này những bạn nhé. Thì đây là những cái quả cherry Hoàng mua được. Cùng đây là nho Mỹ này, cherry này. Thì chúng ta sẽ ăn những quả cherry này và chúng ta sẽ lấy cái hạt của nó ra. Đây những bạn nhé. Đó. Thì cái hạt cherry á nó rất là cứng như các bạn. Rất là cứng cái hạt này. Này, cái hạt này, sau khi chúng ta bóc cái quả ra sẽ có cái hạt trong. Rất là cứng. Nhiều anh chị em mà chúng ta lấy cái hạt này, lấy cái hạt này của nó trực tiếp để ươm xuống dưới đất thì nó sẽ không lên được đâu mọi người. Cái hạt mầm của nó đã sẽ không nảy ra được khỏi cái vỏ cứng này nha. Nên buộc chúng ta phải đập cái vỏ cứng này ra để chúng ta lấy cái nhân. Đó. Thì anh Hoàng đã đập rất là nhiều ở đây rồi, vừa ăn vừa đập rất là nhiều. Tuy nhiên là không phải là cái hạt nào nó cũng có cái nhân hết. Nó rất là khó nhưng mà cái hạt này đập cũng khá là khó. Hạt rất là cứng. Đây, anh Hoàng có tách được một vài cái nhân ra này. Đó, đây cái nhân của nó này. Cái nhân không phải cái nhân nào nó cũng nây nha. Có những cái nhân nó sẽ rất là lép. Mình chỉ lấy được những cái nhân mà nó nây như này thôi thì gieo nó mới lên này. Đây. Nó sẽ tiếp tục tách mới được có được khoảng 2 4 6 cái thôi. Đập nó còn bị nát, đập ở trong nó không có hạt, không có nhân nữa như vậy. Tao được cái búa. Đập khá là khó đó. Đập mạnh thì nó sẽ bị nát luôn cái nhân ở trong. Đập yếu thì nó không 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 rơi ra. Không vỡ ra. Hạt rất là cứng. Trước đây anh Hoàng cũng không biết cái cách gieo hạt đấy, cứ tưởng là ngâm cái hạt này vào nước là nó sẽ nảy nhưng mà không phải. Ngâm vào nước nó cũng không nảy nha. Đó. Nó vỡ ra nó kêu cái tách một phát là cái nhân ở trong nó cũng bay lộn lộn xù ngầu luôn. Này, những cái nhân lép nó rất là nhiều này. Đây. Có thể là cherry này đã lâu rồi sao ấy. Đây. Rất là nhiều những cái nhân lép này thì khả năng gieo nó sẽ không lên. Mình chỉ lọc những cái nhân mà nó trong nó còn nây thôi. Nổ tách ra phát là nó bay tứ tung hết, không thấy đâu hết. Đây, đây này. Đó. Nổ rất là mạnh. Nó sẽ tách nha. Lấy một số hạt tiếp xem nào. Khó là khó đấy mọi người. Không phải dễ gì mà lấy được cái hạt cherry được đâu. Không dễ gieo đâu những bạn. Cái này khá khó lắm. Chờ nó. Mạnh thì nó nát. Đó, đây này, vỡ luôn này. Này cái nhân này. Nhân này rất là nhân này nhìn trông nó lép quẹp à. Không được nây. Không hiểu tại sao luôn. Này, ăn. Quá là ngon. Mình chẳng biết đây là giống cherry gì cả. Biết nó là cherry rồi. Cherry nó có rất là nhiều giống. Đập mạnh thì nó vỡ cái nhân ở trong luôn. Cho nên đập lựa lựa. Lấy cái kìm bấm nhưng mà bấm không được. Cứng lắm. Cứng lắm mọi người. Rồi, đây đâu rồi? Đây. Ây da, cứng. Đó. Ô, cái này không nhân không có. Có nhiều hạt nhân không có đâu nhiều. Nhiều hạt nhân nó lép quẹp. Đây, có nhiều hạt nhân nó lép lép như này này, không còn khả năng nảy mầm nữa. À, tiếp tục ăn, ăn để lấy hạt nha.
Không phải hạt nào cũng có nhân ở trong đâu. Không có luôn. Đập rất là nhiều hạt rồi mà không kiếm được mấy cái nhân cả. Quả cũ quá là sao mọi người. Đây, quả này được này, cái nhân này. Nhân tương đối xíu này. Ôi, nhân này. Ép quẹt rồi. Hư rồi. Ừ, đây đây đây, được cái nhân này. Đó. Nhiều quả nhân nó không có nhỉ các bạn. Ừ. Quả này không thấy nhân luôn. Rất là ít nhân. Không có nhân luôn, rất ít nhân mọi người. Thôi được rồi, thôi mà đã tách được một số nhân đây rồi. Giờ là nếu mà xem trên YouTube thì còn bảo có tách cả cái vỏ này ra nữa này, tách cả cái vỏ phía trong này ra nữa chứ các bạn nhé. Nhưng mà thôi, nhưng mà sẽ không tách cái vỏ trong này ra, nhưng mà sẽ gieo trực tiếp cái nhân như thế này vào trong đất luôn, xem nó có lên hay không. Đây. Đấy, từ đấy giờ ăn cả gần nửa ký rồi ấy. Này, còn nhiều lắm. Cùi này. Ăn nhiều quá, ngán lắm. Được khoảng 2, 4, 6, 8, 10 cái gì đó. Rồi anh Hoàng sẽ mang đi gieo nha. Không được bao nhiêu nhân đấy, mọi người. Ít nhân lắm. Đập cả 5-60 hạt rồi đó. Có cái có nhân ngon thì nhân mà được ấy thì nó lại bị bể mất. Hầu hết những cái là không có nhân rồi, nhưng mà sẽ gieo nó vào đây nha các bạn nhé. Chúng ta chuẩn bị đất và gieo vào thôi. Đây, nhưng mà có bữa có để cái chậu đất này. Đây, để cái chậu đất này ta sẽ gieo nó vào đây. Đây là đất trồng cái củ hoa ly á. Đất này thì đất tơi xốp thôi, chúng ta lựa chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt, kèm theo ít phân nữa nhé các bạn. Gieo trực tiếp vào đây, không cần phải bóc cái vỏ ra như mọi người, bóc cái lớp ở trong nữa. Lên đấy không thì do số mệnh thôi. Rồi. Một hạt này. Hai này. 3, 4, 5. Cho nó xa xa nhau ra mọi người. Xa xa nhau ra. Đó. Được rồi. Nhấn nó xuống một xíu thôi. Không cần phải lấp nó sâu đâu mọi người nha. Rồi. Đó. Chúng ta sẽ chờ nó xem bao nhiêu ngày nó sẽ nảy mầm. Đấy, chỉ được mấy hạt thôi mọi người, không được nhiều đâu. Rồi, ok, sau đó chúng ta sẽ tưới nước ẩm. Để ẩm đó, tưới nước ẩm mà để vào nơi ẩm nhé. Tưới rồi Hoàng sẽ đẩy nó vào trong đây. Rồi, xong. Chờ kết quả.